Good morning, boys and girls. Mr. James, Miss Sang, myself, Mr. Peter have all been looking at the work you've been doing over the last couple of weeks of VSE. We've been really impressed with what we've seen. In a couple of weeks, we shall be announcing our individual class dojo winners. So please keep working hard on your house points, as there's still time for you to earn points. Xin chào tất cả các em, cô Nikki, thầy James, thầy Peter và cô Giang đều theo dõi việc học tập của các em trong 2 tuần vừa qua thông qua trường học ảo. Và tất cả các thầy cô đều rất ấn tượng với tất cả những gì mà các em đã nỗ lực đạt được cũng như là các em đã nỗ lực để thể hiện. Và trong 2 tuần tới thì tất cả các thầy cô sẽ thông báo những bạn mà giành chiến thắng ở điểm Class Dojo. Vì thế các em hãy nỗ lực để giành được thật là nhiều điểm cho đội nhà của mình và vẫn còn thời gian để các em giành được điểm. This week we want to celebrate the achievement of Chi Viet in year 1B, who entered a drawing competition and was voted the winner through Facebook for his amazing entry. For the competition, Chi Viet had designed a picture for a theme based on a piece of well-known Vietnamese literature called The Diary of a Cricket. Year 1 have been recently learning about flowers and insects from their IPC topic. So Chi Viet was able to apply his knowledge and produce his artwork entitled Protecting the Green Earth. You can see his drawing in this week's awards PowerPoint. Congratulations Chi Viet for your amazing achievement. Và trong tuần này thầy cô muốn dành lời khen ngợi đặc biệt cũng như tuyên dương đến thành tích mà em Chí Việt lớp 1B đã đạt được. Em đã tham dự cuộc thi vẽ và tác phẩm của em được bầu chọn nhiều nhất trên Facebook. Để tham gia cuộc thi này thì em Chí Việt đã phải vẽ một bức tranh mà nội dung dựa trên một tác phẩm văn học rất là nổi tiếng của Việt Nam, đó là Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký. Và như các em đã biết là lớp 1 đã học một chủ đề về hoa và côn trùng trong chương trình IPC và em Chí Việt đã áp dụng tất cả những kiến thức mình học được từ chủ đề này để em đưa vào cái tác phẩm của mình có tên là Bảo vệ hành tinh xanh và chúng ta sẽ được ngắm nhìn tác phẩm của em Chí Việt trong slide tuyên dương của tuần này và xin dành lời chúc mừng cho em Chí Việt về thành tích tuyệt vời mà em đã đạt được. We have introduced something new to our awards PowerPoint this week. We've looked at the levels of virtual school engagement for students across the primary school, and we found that some of you have managed to show 100%. Yes, well done. That's absolutely fantastic. So we want to acknowledge your effort by sharing your names, the names of our VSE champions in our weekly PowerPoint. Và trong thông tin khen thưởng tuần này thì thầy cô sẽ giới thiệu một thông tin mới. Khi mà theo dõi thống kê về việc tham gia học tập qua trường học ảo của khối tiểu học thì thầy cô để ý rằng là có rất nhiều bạn đã thể hiện sự nỗ lực của mình khi mà 100% tham gia vào tất cả các bài học cũng như là bài tập về nhà của các em thì các em đã hoàn thành đầy đủ và điều này cực kỳ là tuyệt vời. Vì thế, để ghi nhận sự nỗ lực của các em, thì trong thông tin khen thưởng hàng tuần, thầy cô sẽ chia sẻ tên những bạn mà tham gia nỗ lực tuyệt vời, giành chiến thắng trong việc tham gia học tập qua trường học ảo. Enjoy your weekend, everyone! Bye! Bye.